trần Nhật phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tức buổi sáng à, kể từ ngày hôm nay thì à, cái chương trình so sánh và tin tức phong sẽ cố gắng tách ra bởi vì có một số bạn inbox cho phong nói rằng là muốn nghe tin tức và muốn nghe chương trình so sánh riêng do đó thì để đáp theo lời yêu cầu của một số bạn thì phong sẽ à, đưa phần tin tức rồi cái chương trình so sánh phong sẽ soạn ra một thành một chương trình riêng để cho các bạn có dịp so sánh các cái xã hội với nhau và mỗi buổi sáng như vậy thì Phong sẽ cố gắng dành ra khoảng độ 25 cho tới 30 phút để đưa tin cho các bạn, để các bạn biết được xung quanh thế giới xảy ra chuyện gì và khu vực xảy ra chuyện gì. Cũng như là để các bạn từ đó các bạn có thêm những cái nguồn thông tin chính xác hơn. Trước khi đi vào phần tin tức thì vẫn là những cái thông báo như thường lệ. Thứ nhất là cái địa chỉ email của Phong vẫn là trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com. Một lần nữa trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com đó là cái địa chỉ email mà các bạn có thể liên lạc trực tiếp với phong để thứ nhất là các bạn có thể đóng góp ý kiến và thứ hai là đóng góp những câu chuyện của các bạn và vui lòng đừng gửi những cái link hay những cái bài viết của người khác vì phong sẽ không có đọc và thứ nhất là thứ hai là vì tôn trọng những cái người khác phong không có muốn à, gửi những cái link đó nên các bạn vui lòng đừng gửi link và các bài bài viết đó là cái à, thông báo của phong rồi cái thông báo thứ hai là ngày 10 tây tháng 11 sắp tới đây, thì có một cái cuộc hội ngộ của bà khúc Minh Thơ, một trong những người có công vận động cho cái chương trình HO, tức là Human Operation, một cái chương trình định cư mà chính phủ Hoa Kỳ dành cho quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa và những à, gia đình của họ có thể định cư tại Hoa Kỳ từ cách đây gần 3 thập niên và cái ngày 10 tây tháng 11 sắp tới đây sẽ là cuộc hội ngộ của bà khúc Minh Thơ. Với những gia đình này cũng như những người có cảm tình với gia đình này Với cái chương trình này Thì mọi người có thể ghi danh tham dự với số điện thoại là 703-517-5932 Một lần nữa phong lập lại số điện thoại là 703-517-5932 Riêng những khán giả ở những tiểu bang xa Mà muốn gọi về tham dự thì các bạn vui lòng bút vé sớm Tại vì cái dịp đó thì cái vé bắt đầu mắc Nếu chúng ta bút sớm thì nó rẻ hơn Cá nhân Phong và Phượng Mai cũng sẽ có mặt trong chương trình này ở Washington DC nếu như mọi người muốn chúng ta có cuộc gặp gỡ với nhau thì Phong cũng sẽ có mặt ở trong cái chương trình này vào thời gian sắp tới. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đó là cái thông báo. Ok, rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào phần tin tức mỗi một ngày. Ok các bạn. Phần tin headline ngày hôm nay, à, bản tin đầu tiên Phong gửi đến các bạn sẽ là bản tin mà Trung Quốc đã bắt đầu có những cái à, lời khiếu nại rồi. À, đây là bản tin từ à, BBC ha các bạn ha. Và trong đây là Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ sử dụng à, cái cuộc chiến mậu dịch như là một cái lời bắt nạt khi mà đánh thuế vào à, Trung Quốc. Ở đây bạn các bạn thấy là họ nói bản tin nói rằng là Trung Quốc tố cáo Hoa Kỳ đã bắt nạt à, mậu dịch đối với lại Trung Quốc trong cái vòng thuế mới đánh vào các mặt hàng của Trung Quốc và phía Hoa Kỳ đã bắt đầu cái thuế đánh 200 tỷ Mỹ kim à, vào các mặt hàng của Trung Quốc được xem là lớn nhất trong cái cuộc chiến mậu dịch giữa hai nền kinh tế này và phía à, cái cái thuế này à, Trung Quốc đã đáp ứng lại và đã đánh trả lại bằng cách là họ tăng thuế 60 tỷ Mỹ kim vào các mặt hàng của Hoa Kỳ à, trong một cái mà một cái à, white paper tức là một, tài, một cái à, một cái thông báo thì à, Tân Hoa Xã của Tân Hoa Xã New Agency tức là tờ Tân Hoa Xã đó các bạn thì Trung Quốc à, nói rằng là à, Hoa Kỳ đã sử dụng cái cuộc chiến mậu dịch này và cái thuế này như một cái sự hình thức bắt nạt Trung Quốc và đồng thời tố cáo rằng Hoa Kỳ đã khởi động một cái cuộc chiến mậu dịch lớn nhất trong lịch sử và trong cái cái biến chuyển mới nhất thì Trung Quốc đã bắt đầu đánh thuế của Hoa Kỳ kể từ khi mà Hoa Kỳ bắt đầu tăng cái thuế lên tới 250 tỷ và điều này có nghĩa là phân nửa hàng hóa của Trung Quốc vào Hoa Kỳ sẽ bị đánh vào cái mức thuế mới và chuyện gì xảy ra hôm nay tức là hôm nay ngày thứ hai thì ngày hôm nay thì phía Hoa Kỳ đã ban lệnh đánh thuế vào 6.000 mặt hàng của Trung Quốc được xem là cái bồng đánh thuế cao nhất và mới nhất lớn nhất kể từ khi Hoa Kỳ bắt đầu cái cuộc chiến thuế quan với lại Trung Quốc và nó bao gồm cả những cái túi sách gạo hay là hàng dệt may đó là những cái mặt hàng mà Trung Quốc ở Hoa Kỳ đánh vào và đó thì theo đó thì là 10% và nó sẽ gia tăng lên 20% vào năm 2019 và sofa thì bây giờ các bạn nhìn thấy đây là cái bảng so sánh. Hoa Kỳ đã đánh thuế vào Trung Quốc tất cả các mặt hàng mà mà Trung Quốc nhập cản vào Hoa Kỳ. Rồi trong năm nay các bạn thấy là 53 tỷ Mỹ kim đã đánh rồi và bây giờ tới 200 tỷ Mỹ kim và bước kế tiếp là sẽ là 267 tỷ Mỹ kim cho tổng số thuế mà Hoa Kỳ sẽ đánh vào các mặt hàng Trung Quốc, tức là toàn bộ mặt hàng của Trung Quốc là tổng cộng là 506 tỷ Mỹ kim. Và trong khi đó Trung Quốc đánh thuế vào mặt hàng của Hoa Kỳ là hiện nay 50 tỷ Mỹ Kim và bước kế tiếp là 60 tỷ Mỹ Kim. Và trong cái mặt hàng mà Hoa Kỳ đã, Trung Hoa Kỳ nhập cản vào Trung Quốc là 130 tỷ Mỹ Kim. Và đó là một trong những cái bản tin mới nhất liên quan tới cái uh, cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Có nghĩa là chính thức đã bước vào cái cuộc chiến mậu dịch rồi các bạn. Và cái mức độ mà của cuộc chiến mậu dịch này đã càng lúc càng cao hơn và càng lúc càng đánh nhau nặng hơn như vậy thì các bạn sẽ thấy trong thời gian sắp tới thì sẽ có sự ảnh hưởng và ngày hôm nay một lát nữa phong sẽ đưa cái tin là báo cáo của hãng ap cho thấy là thị trường bắt đầu các thị trường thế giới đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến mậu dịch này đó là cái bản tin thứ nhất và bản tin thứ hai cũng liên can tới trung quốc quý vị còn nhớ nhân vật này hay không ok đây là richard liu tên của ông ta là richard liu nha các bạn người được tên là Khoan, khoang Đông Liêu. Ok. Đây là một tỷ phú chủ của công ty bán hàng lẻ, bán lẻ là được xem là lớn khá lớn ở Trung Quốc và có trị giá hàng tỷ Mỹ kim. Ông này là chủ của công ty JD.com, một cái công ty bán lẻ chỉ thua của Alibaba thôi. Thì trước đây ông này đã từng bị bắt ở Minnesota vì cái tội tấn công tình dục nhưng sau đó ông được trả tự do trong vòng 17 giờ đồng hồ sau đó ông bay ngược trở về Trung Quốc. Thì ngày hôm nay trên hãng thông tấn Reuters đã có câu chuyện về cái vụ tấn công tình dục của ông ta. Và đây là cái câu chuyện mà do người phụ nữ này kể ra, nhưng người ta không cho biết tên người phụ nữ này. À, trong cái câu chuyện thì cô này kể đó là cô đã gửi đi một cái một cái thông điệp cho một người bạn vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 8. Và trong đó là tôi không muốn lời nói của cô ngày mai tôi phải nghĩ cách tôi trốn thoát khỏi đây cô đã viết cho người bạn hai cái message này và à trong cái bài câu chuyện này cô kể trong cái web chat này ok các bạn thì cô kể rằng là cái câu chuyện này để tôi tóm gọn lại tôi không cần phải dịch tôi tóm gọn lại cho các bạn biết là cô kể rằng ngày hôm đó là cả một nhóm đi ăn chung trong đó có ông Richard Liu và khoảng hai mươi mấy người trong một bữa tiệc thì cái bữa tiệc này diễn ra À, đến khoảng trừ 9 giờ 30 là xong à, cô nói đây là một cái bẫy 9 giờ 30 là xong thì à, đây là 9 giờ 30 và tổng số tiền mà chi cho cái bữa tiệc đó theo sự tìm hiểu của báo chí thì là 2.200 Mỹ Kim và sau đó thì cô này và cô này và ông Liêu đã đi về một căn nhà ở Minnesota à, theo cái tường trình đó và sau đó thì ông này trên xe ông này đã bắt đầu có những hành động đụng chạm cô là start to touch me in the car và, và tôi đã cầu nguyện anh tôi đã cầu xin anh ta nhưng mà anh ta đã không nghe và cuối cùng thì hai bên đã đến cái nhà, cái, cái căn hộ của cô này ở cái căn nhà của cô này ở Minnesota và từ đó thì đã có cái việc xảy ra và sau đó cô này bạn người bạn của cô này đã báo cho cảnh sát biết và cảnh sát đã căn cứ trên cái cái hai cái cái, cái 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 thông điệp mà cô gửi ra, tức là hai cái message mà cô gửi ra cho người bạn của cô. Và họ tới tận cái căn nhà đó thì họ thấy ông Liêu vẫn còn ở đó. Tuy nhiên họ không bắt liền. Mà sau một khoảng thời gian ngắn thì họ tổng hợp tất cả các thông tin thì họ bắt giữ ông này để thẩm vấn và bắt giữ ông này trong vòng 17 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên vẫn không đủ bằng chứng để cho thấy rằng là anh ta có cái hành động tấn công tình dục và cuối cùng thì là sau 17 giờ đồng hồ thì anh ta đã được trả tự do. Thì cái câu chuyện này nó xảy ra từ hôm 31 tháng 8. Tức là đầu tháng 9 đó các bạn. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì cái cô này, câu chuyện của cô này mới được kể ra. À, bản tin của hãng thông tấn Reuters vẫn giấu tên cô này và cho biết cô này 21 tuổi, là một sinh viên Trung Quốc du học tại Minnesota và đã tham dự vào cái bữa tiệc này và đây là một trong những cái câu chuyện mà liên quan tới nhà tỷ phú của Trung Quốc bị bắt cách đây vài tháng à, một tháng hơn một tháng đó các bạn đó là bản tin mà liên quan đến trung đến cái nhân vật gọi là tỷ phú của Trung Quốc và trên đài truyền hình CNN ngày hôm nay tin gì quan trọng các bạn bản tin khá quan trọng là đã có sự gia tăng phản đối một cái thỏa thuận gây tranh cãi giữa Bắc Kinh và tòa thánh Vatican ở trong đây bản tin cho biết thì là đã có sự phản đối ngay cả trong chính giáo hội okay, including inside the church excel là ngay cả chính trong giáo hội về một cái thỏa thuận giữa chính quyền trung quốc và các lãnh đạo của tòa thánh vatican thỏa thuận này là cái gì mà người ta phản đối trong thỏa thuận này là vatican đồng ý cho phía trung quốc bổ nhiệm các vị giám mục à, hoạt động làm việc à, cho giáo hội ở tại trung quốc và hiện nay thì Trung Quốc có khoảng 6 triệu người theo đạo Thiên chú giáo, tức là theo đạo Công giáo đó. Tuy nhiên con số thật sự thì có thể gấp đôi bởi vì có những người họ đi họ theo đạo Thiên Công giáo Thiên Chúa giáo nhưng mà họ lại giấu giếm và họ không có dám cho biết bởi vì họ họ sợ bị đàn áp hay làm phiền. Thì trong cái thỏa thuận này thì cho thấy là tòa thánh đồng ý là để cho phía Bắc Kinh kiểm soát cái vấn đề mà bổ nhiệm vị giám mục và chính vì vậy mà trong giáo hội đã có những cái lời phản đối gây gắt, thậm chí là có những cái cuộc tranh luận rất gây gắt. Trong khi đó thì phía Amnesty International tức là tổ chức Ân xá quốc tế cho biết là Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gia tăng đàn áp tôn giáo khá nặng nề và họ lo ngại rằng là cái thỏa thuận này sẽ ảnh hưởng tới cái quyền tự do tôn giáo của người dân Trung Quốc trong tương lai. Đó là một trong những cái bản tin mà gây khá tranh cãi và họ nhắc lại CNN có nhắc lại, à, CNN có nhắc lại là những cái cuộc dập tắt cái cái các cái cái, cái, cái cái tôn giáo tự do ở Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gia tăng và họ nhắc lại từ tháng 4 và cái vụ mà à, từ tháng 4 và cái vụ mà đặc biệt nhất là cái vụ mà hai cái vụ nổi bật nhất. Thứ nhất là cái vụ À, đưa gần 1 triệu người à, Duy Ngô Nhĩ, người Hồi giáo thiểu số ở Tân Cương vào trong các trại tập trung cải tạo. Và điều này thì trong mấy ngày qua thì cả cộng đồng quốc tế đã lên tiếng, trong đó có Hoa Kỳ, có Liên Hiệp Quốc, có các tổ chức uh, NGO trên thế giới. Và việc thứ hai là cái thông tin cách đây 2 tuần mà Phong có đưa là Trung Quốc đã gia tăng đàn áp những người theo đạo Tin lành và họ đã đốt kinh thánh. À, chặt bỏ thánh giá, đóng cửa một số những cái giáo hội của giáo hội Tinh lành à, ở tại Trung Quốc và buộc những cái người tín đồ phải ký giấy từ bỏ đức tin của mình. Ở Trung Quốc hiện nay đang có khoảng 38 triệu người theo đạo Tinh lành và con số này càng lúc càng gia tăng. Và nếu như mà không có những cái cuộc dập tắt này thì có thể Trung Quốc sẽ là một cái quốc gia có cái người theo đạo Tinh lành đông nhất thế giới. Đó là cái bản tin mà CNN đưa ngày hôm nay. Thì đó là các bạn thấy là một trong những cái bản tin quan trọng của ngày hôm nay. Và kế tiếp các bạn, cái tin này là cái tin mà Reuters đưa và nhiều hãng thông tấn quốc tế cũng đưa. Quan trọng lắm các bạn, đó là Hồng Kông. Cái đảng chính trị tại Hồng Kông đã bị đặt ngoài vòng pháp luật. Đây là một cái biến cố mới nhất tại Hồng Kông. Chính quyền Hồng Kông cho biết là họ đã ban lệnh cấm một đảng chính trị ủng hộ cho quyền tự do của cái quyền độc lập của Hồng Kông và đây là đảng chính trị đầu tiên đã bị đặt ngoài vòng pháp luật kể từ khi Anh Quốc đã trao trả cái vùng thuộc địa này lại cho Trung Quốc từ năm 1997. Thì trong bản tin này cho cô cho biết thì ông ông tổng thư ký của an ninh của Hồng Kông đã loan báo cái ban lệnh cấm đối với cái đảng gọi là Hồng Kông National Party tức là tạm dịch là đảng quốc gia Hồng Kông. À, không được phép hoạt động tại Trung Quốc tại Hồng Kông và lệnh order lệnh này đã được ban ra cho rằng là cái đảng này đã có những hoạt động kích động gây thù hận phân biệt rồi ảnh hưởng tới an ninh quốc gia của khu vực này. Đây các bạn thấy một họ đưa ra một hàng loạt những cái những cái lý do mà họ họ ngăn cấm cái đảng này hoạt động một cách chính thức và lãnh đạo của đảng này có tên là Andy Chen Andy Chan là một trong những tên tuổi lớn ở Hồng Kông, khá trẻ các bạn mới có 28 tuổi thôi. Thì Andy Chan là người thành, thành lập ra cái đảng quốc gia Hồng Kông và đòi hỏi nền độc lập hoàn toàn cho Hồng Kông. Và chính vì vậy, hôm cách đây vài tháng thì anh ông ta đã xuất hiện trong một cái câu lạc bộ của những nhà báo ngoại quốc hoạt động tại Hồng Kông và phát biểu về cái tình trạng mà dân chủ ở Hồng Kông cũng như là cái khát vọng muốn độc lập cho Hồng Kông. Thì Trung Quốc đã khó chịu trong vấn đề này. Và ngày hôm nay thì chính thức ông Chen, 28 tuổi, à, coi như là cái đảng của ông đã không được phép hoạt động tại Hồng Kông. Coi như là đảng này ở Hồng Kông đã trở thành bất hợp pháp. Và chính quyền Trung Quốc đã tìm cách gia tăng cái việc kiểm soát à, nền chính trị của Hồng Kông. Mặc dù, mặc dù là năm 1997 trong một cái thỏa thuận trao trả thuộc địa thì Trung Quốc đã ký một cái bản cam kết với lại Anh Quốc là Hồng Kông 50 năm bất biến tức là trong vòng 50 năm Hồng Kông được quyền giữ cái thể chế của họ và điều hành cái cái lãnh thổ này theo cái thể chế đã có sẵn. Nhưng mà và đến năm 2017, tức là 30 năm kể từ khi trả Hồng Kông trao trả về cho Trung Quốc thì người dân Hồng Kông sẽ được tự do bầu cử. <laughs> về cái bản nguyên tắc nó là như vậy. Nhưng mà trong những năm gần năm 2017 đó, tức là từ 2013, 2014, 2015 thì Trung Quốc Bắc Kinh đã xen vào cái nền tự do bầu cử của Hồng Kông bằng cách là họ chỉ định ra những người để cho người dân Hồng Kông bầu là những người này là những người thân Bắc Kinh là dân Hồng Kông chỉ được bầu những người này thôi họ không được quyền chọn những người khác chính vì vậy mà nó dẫn đến cái cuộc cách mạng dù ở Hồng Kông năm 2014 do một nhờ do các sinh viên lãnh đạo và đặc biệt trong đó là nhân vật Joshua Wong tức là Hoàng Chí Phong đó thì các bạn thấy Hoàng Chí Phong thì bây giờ đã bị kết án tù đó thì họ đòi hỏi một cái nền dân chủ bầu cử tự do hoàn toàn cho Hồng Kông. Tức là Bắc Kinh không thể xen vào. Trong khi Bắc Kinh thì muốn kiểm soát Hồng Kông, do đó họ chỉ muốn người Hồng Kông bầu những người do họ chỉ định ra mà thôi. Đây là một trong những cái uh, điều mà Trung Quốc đã vi phạm vào cái uh, 50 năm bất biến mà họ đã ký kết với lại Anh Quốc. Và chính vì vậy mà người dân Hồng Kông phản kháng khá mạnh liệt trong cái cuộc cách mạng dù vừa qua, uh, cách đây mấy năm. Đó là cái bản tin liên quan tới... Uh, À, Hồng Kông và cái tin mà cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc gia tăng thêm một tầng khi ngày hôm nay là cái lệnh mà à, gọi là đánh thuế quan vào 10% vào các mặt hàng của Trung Quốc trên 200 tỷ đó các bạn thì nó đã ảnh hưởng tới thị trường của thế giới đó là bản tin của hãng thông tấn AP hãng thông tấn AP cho biết là thị trường thị chứng khoán của thế giới đã sụp đã xuống sau khi có cái báo cáo là cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng. À, tin từ Bangkok cũng cho thấy như vậy và The Days in Asia cũng như vậy. Thì các bạn thấy ở đây họ báo cáo là global stock market vô down, tức là họ đã thị trường chứng khoán đã đã tụt giảm ngày hôm thứ hai sau khi Trung Quốc báo cáo là họ sẽ có cái cái uh, họ sẽ có cái kế hoạch để đánh trả lại cái việc mà Hoa Kỳ đánh thuế vào các mặt hàng của họ. À, trong cái vấn đề mậu dịch và kỹ thuật tức là Hoa Kỳ đánh thuế vào với hai mục tiêu. Thứ nhất là quân bình cái cán cân mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và thứ hai là Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc đã vi phạm vào các cái bản quyền xa phát minh trí tuệ, những cái bản quyền à, sáng tạo gây ảnh hưởng khá nặng nề cho Trung Quốc ở cho Hoa Kỳ. Và các bạn thấy là thị trường của Đức cũng giảm 0.4% và thị trường của Pháp cũng mất 0.2%. À, rồi thị trường của Anh cũng mất 0.2% à Dow Jones cũng mất này các bạn một, à, 0 1 S&P 500 cũng bị mất 0.2% ở tại Wall Street trong khi đó tại Á châu thì thị trường Hang Seng của Hồng Kông đã xuống 1.6%, thị trường Úc cũng xuống là 0.1% và thị trường Ấn Độ xuống 1.5%. Đây là một trong những cái à, à, tin tức liên quan đến cái à, cuộc chiến mạo dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ok và chính vì vậy mà nó ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường trên toàn cầu à, đó là cái bản tin mà phong đưa đến các bạn và tiếp đến một cái bản tin cũng khá quan trọng là cách đây một tuần lễ trước đây thì là cái tổng thống của cái quốc gia được xem là đi đầu trong xã hội chủ nghĩa đó các bạn venezuela đã đến trung quốc để cầu cứu trung quốc cứu cái nền kinh tế của À, venezuela tuy nhiên thì trung quốc vẫn tiếp đón ông này nhưng mà vẫn không nhắc nhở gì đến cái việc mà có tài trợ hay không thì trung quốc không nhắc tới thì ngày hôm nay <laughs> bản tin cho biết là trung quốc đã gửi à, tàu hải quân của họ đến viếng thăm venezuela sau cái chuyến viếng thăm của ông maduro maduro tức là ông tổng thống của chủ tịch của nhà nước venezuela đó các bạn và bản tin từ thượng hải cho biết là một chiếc tàu hải quân đã, đã đến cập bến của venezuela lần đầu tiên sau chuyến viếng thăm của ông Nicolas maduro đến bắc kinh trong tháng này và ông này cố gắng tìm cách à, tìm sự ủng hộ của trung quốc cho cái quốc gia được xem là đang lâm vào cái cơn khủng hoảng kinh tế à, naval medical ship tức là chiếc này là chiếc tàu y tế hải quân được có cái tên là peace rock đã đến à, venezuela vào ngày thứ bảy à, trong cái bến cảng gọi là laguardia ok các bạn và sẽ ở đây 8 ngày trong một cái chiến gọi là viếng thăm hữu nghị à, của hai quốc gia. Maduro là một là một chính quyền cánh là đứng đầu của một chính quyền cánh tả chống lại Hoa Kỳ. Và hiện nay à, với cái chính sách của ông này độc tài đã dẫn đến cái cuộc à, khủng hoảng tại Venezuela và khiến cho tình trạng lạm phát Venezuela lên đến cao điểm khiến người, những người dân đã không có kiếm ra đồ ăn và họ đã tràn qua những quốc gia lân bang để xin tị nạn và phía Venezuela cho, cho biết là họ có thể nhận được 250 triệu mỹ kim từ à, ngân hàng à, phát triển Trung Quốc để có thể à, gia tăng cái sản lượng dầu và nhưng mà không có cái chi tiết như thế nào đây là cái thông báo của họ thôi trong khi Venezuela đã nhận 5 tỷ mỹ kim tiền vay mượn của Trung Quốc để mà à, tá, tái cấu trúc lại cái kỹ nghệ dầu của họ à, dầu hỏa của họ. các bạn biết Venezuela một là một trong những quốc gia có cái trữ lượng dầu hỏa được xem là lớn nhất thế giới cùng với Iran, Nga vân vân và khối Ả Rập à, là những cái quốc gia có cái trữ lượng dầu hỏa khá cao. Tuy nhiên thì à, do cái cách quản lý và điều hành quốc gia à, theo cái kiểu xã hội chủ nghĩa và bây giờ thì Venezuela đã rơi vào tình trạng lạm phát không dừng lại và chính vì vậy mà người dân của Venezuela đã tràn qua các quốc gia lân cận để xin tiền nạn. Đó là cái bản tin liên quan tới. À, à, Trung Quốc và Venezuela và bản tin kế tiếp diễn ra vào cuối tuần qua nhưng mà phong nhắc lại trên tờ Taiwan News. Đó là cái cuộc tụ tập ủng hộ cho Đài Loan tại Liên Hiệp Quốc à, diễn ra tại thành phố New York. Các bạn, bản tin từ Taipei cho biết thì là cái cái cuộc tụ tập thường niên annual là thường niên của với cái chủ đề là Taiwan for UN tức là ủng hộ cho Đài Loan à, nằm trong cái uh, nằm trong cái một cách chính thức là một quốc gia ở trong uh, tổ chức Liên Hiệp Quốc đã tụ tập vào uh, New York vào uh, hôm 23 và với khoảng 500 người đã kêu gọi là để cho Đài Loan tham gia vào Liên Hiệp Quốc và giữ cho Đài Loan được tự do đó là cái 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 khẩu hiệu. Bản tin cho biết thì những cái người mà đưa cờ Đài Loan các bạn thấy ở đây là những người ủng hộ đây là các bạn, ok là họ đã đưa cờ và họ đã yêu cầu ủng hộ cho Đài Loan với những cái câu khẩu hiệu là liên hiệp quốc đừng bỏ rơi Đài Loan, giữ cho Đài Loan tự do và à, liên hiệp quốc ở trên toàn cầu à, lúc nào à, những cái mục tiêu đó là Đài Loan có thể giúp đỡ được. Và đây là cái cuộc tụ tập lần thứ 73 à, đã, đã tụ tập sau khi mà diễn ra cái đại hội đồng liên hiệp quốc đang có cái cuộc họp lần thứ 73 à mở từ đã khai mạc từ hôm 18 tháng, 18 tháng 9 và sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng 9. À, cái cuộc tụ tập này đã tụ tập tại Times Square, được xem là một trong những cái nơi mà lớn nhất của New York. Và đây là những người ủng hộ cho Đài Loan, nền độc lập của Đài Loan. Và họ vận động gần như là hàng năm ở trên cái building này. Tức là mỗi một năm, những người ủng hộ cho cái phong trào độc lập của Đài Loan. Và Đài Loan là một cái đảo quốc độc lập và có tên chính thức ở Liên Hiệp Quốc. Và mỗi một năm như vậy, cứ tới cái kỳ họp đại hội đồng khoáng đại của Liên Hiệp Quốc thì là những người này lại tụ tập và dương cờ lên và yêu cầu Liên Hiệp Quốc là chấp nhận Đài Loan là một thành viên chính thức. Tại vì khi chấp nhận một thành là một thành viên chính thức thì có nghĩa là xác nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập và đó là lý do tại sao mà nó diễn ra hàng năm và những người ủng hộ cho nền dân chủ và độc lập của Đài Loan vẫn kiên trì trong bao nhiêu năm nay kể từ khi mà Trung Quốc đã tìm cách cô lập Đài Loan và xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn của họ. Tuy nhiên, những người dân Đài Loan thì họ có cái khát vọng đòi độc lập rất là cao. Và cho tới ngày hôm nay thì tình hình đã trở nên căng thẳng hơn khi mà Trung Quốc dùng đủ mọi biện pháp ngoại giao để mà vây chặt Đài Loan. Đặc biệt là trong thời gian gần đây, ở hôm trước Phong Cổ Loan tin, thứ nhất là họ yêu cầu các cái hãng máy bay quốc tế không được phép để tên Đài Loan mà chỉ để là phi trường Đài Bắc thôi. Thứ hai là họ cảnh cáo những người ở Á Châu là không nên đến du lịch ở Đài Loan vào ngày 10 tháng 10, tức là ngày lễ song thập, tức cũng là ngày lễ quốc khánh của Đài Loan. Và nếu những ai mà trong cái passport mà có đến thăm Đài Loan trong cái dịp mà lễ 10 tháng 10 ở Đài Loan, thì có thể sẽ bị cấm visa vào Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã đã kéo được 3 thành viên trước. Hồi đầu năm thì Đài Loan có khoảng 20 quốc gia là có cái chế độ quan hệ ngoại giao với Đài Loan như một cấp quốc gia nhưng mà trong từ đầu năm tới bây giờ thì đã có 3 quốc gia uh, rút lại cái uh, cái quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong đó thì có Cộng hòa Dominican, uh, Panama và El Salvador. Thì ba cái nơi này là ba cái nơi đã rút lại cái quan hệ uh, ngoại giao với Đài Loan thì hiện nay Đài Loan chỉ còn khoảng 17 quốc gia là có quan hệ ngoại giao với họ thôi. Đó là cái sự cái sức ép của Trung Quốc. Ngược lại phía Đài Loan cũng tăng cường cái việc độc lập của họ bằng cách là bây giờ họ không uh, cố gắng nối kết với những cái nước nhỏ nữa, tại những nước nhỏ thật sự không có ảnh hưởng nhiều. Do đó thì bây giờ họ thay đổi cái chiến lược là họ phối hợp với những cái nước lớn, những nước có cái cái tiếng nói lớn ở trên chính trường quốc tế để tự bảo vệ cho họ. Thì họ đang có cái chiến lược là hợp tác quân sự với lại Úc, Nhật và Singapore cũng như là Ấn Độ. Là bốn quốc gia này là bốn quốc gia mà Đài Loan đang nhắm tới để thiết lập các cái quan hệ quân sự nhằm bảo vệ cho đảo quốc Đài Loan. Đó là một cái phản ứng của phía Đài Loan. À, qua cái sự lãnh đạo của bà tổng thống thái anh văn đó là những cái bản tin liên can tới thời sự hàng ngày của chúng ta ngày hôm nay cũng như là à, những diễn biến dễ xảy ra xung quanh thế giới ngày hôm nay thì tổng thống donald trump đang có mặt tại đại hội đồng liên hiệp quốc và trong lúc tôi nói chuyện với các bạn thì ông đang phát biểu và bài phát biểu của ông nhắm vào cái vấn đề ma túy trên thế giới mà theo đó không chỉ có colombia và new colombia và mexico là hai cái cửa nhập ma túy vào Hoa Kỳ nhiều nhất trong nhiều năm. À, nhưng mà bây giờ thì ông Trump khẳng định cái lượng ma túy nhập vào Hoa Kỳ hàng năm là đến từ Trung Quốc. Và trong cái bài phát biểu ngày hôm nay tại Liên hiệp quốc thì ông đã cái bài phát biểu đầu tiên của ông, ông nhắm vào cái cuộc chiến chống ma túy trên toàn cầu và kêu gọi các quốc gia hợp tác nhiều hơn, đồng thời là có thái độ cứng rắn hơn đối với những trùm ma túy ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là những cái chất gây nghiện đó là cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngay bây giờ và đang diễn ra. Đó là các bản tin liên can tới thời sự ngày hôm nay. Hy vọng rằng là các cái bản tin này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rõ nét hơn, hiểu hơn những cái thông tin xảy ra xung quanh chúng ta hàng ngày. Và từ đó chúng ta sẽ đưa ra những cái bài phân tích, nhận định và đối chiếu so sánh để có được cái nhận định riêng của cá nhân mình. Đó là cái mục đích đưa tin của Phong. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại vào cái chương trình tin tức ngày, ngày mai. Vào uh, chiều ngày hôm nay thì chương trình Houston Nhật Ký vẫn diễn ra như bình thường Và 9h30 tối giờ California trên Facebook trực tiếp Nhưng mà bên Youtube thì up lại Là cái chương trình giải mã cái đám dân chủ thổ tả hay đám dân chủ nửa mùa ở California Mời các bạn nhớ đón nghe và đón xem Phong sẽ trở lại vào lúc 5h30 giờ, giờ California Cũng như 9h30 giờ, giờ California à, Mến chào tất cả các bạn và chúc các bạn một buổi sáng ở bên Mỹ Thật là an lành hạnh phúc và các bạn bên việt nam buổi tối một giấc ngủ thật sâu thật ngon